Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay, thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội quý 3 năm 2014. Công ty Điện lực Quảng Bình đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão. Ý kiến xung quanh phương án thi tốt nghiệp năm học 2014-2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, thủ trưởng đơn vị lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 3 năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý 3 năm 2014, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định. Nhân dân phấn khởi trước những thành quả đạt được của đất nước quê hương, tích cực hưởng ứng các phong trào, cả cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong quý 3, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa 11. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ban dân vận tỉnh ủy đã tập trung tham mưu và giúp cấp ủy chỉ đạo nhiều chương trình, đề án công tác dân vận. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục có những giải pháp đổi mới công tác dân vận. Các lực lượng vũ trang đã tập trung bám sát cơ sở, sâu sát với nhân dân, tăng cường các giải pháp vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mặt trận các cấp đã nỗ lực đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, tập trung vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức trao 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Tụy ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Liệt sĩ Hoàng Văn Tụy hy sinh năm 1988 tại đảo Gạc Ma. Hiện tại, cha mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Tụy là ông Hoàng Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Tròn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Nhiều năm qua, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ông bà vẫn phải ở trong căn nhà dột nát. Cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Tụy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành xác minh và quyết định hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ để xây dựng nhà tình nghĩa. Hiện tại ngôi nhà đã được xây dựng, dự kiến đến ngày 25 tháng 10 sẽ hoàn thành, với tổng diện tích trên 100 mét vuông, trị giá trên 400 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ 100 triệu đồng. Số tiền còn lại do họ hàng, làng xóm, các đoàn thể ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh giúp đỡ để công trình hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Trước mùa mưa bão năm nay, công tác chuẩn bị củng cố hệ thống lưới điện nông thôn tại các địa phương trong tỉnh đã được các đơn vị thuộc Điện lực Quảng Bình hoàn thiện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho người dân và dự phòng sự cố. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố có điện, 157 trên 159 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Còn 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch của huyện Bố Trạch chưa có mạng điện lưới của Điện lực Quảng Bình. Do nằm sâu trong vùng phong nha kẻ bàng, dân cư thưa thớt, nên việc đưa điện lưới đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện việc chỉnh trang, nâng cấp hệ thống lưới điện cũng như giải phóng các điểm có nguy cơ cao về mất an toàn hành lang lưới điện, nhất là tại các vùng nông thôn. Ở những vùng mới được tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, tình trạng vi phạm an toàn hành lang chưa được giải quyết dứt điểm, nên việc đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa mưa bão cho cả khu vực này luôn được Công ty Điện lực Quảng Bình chủ trọng. Ngoài các biện pháp như sửa chữa, củng cố lưới điện, các đơn vị trực thuộc còn thường xuyên xử lý các vị trí cột điện, dây điện trùng, võng nguy hiểm, không đạt tiêu chuẩn quy định về khoảng cách an toàn, kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp, rà soát các thiết bị chống sét của hệ thống lưới điện. Xác định chăn nuôi là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Những năm qua, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn gia súc gia cầm cả về số lượng và chất lượng tổng đàn. Hiện nay, tổng đàn gia súc của xã Lâm Trạch đạt 5.000 con, trong đó đàn bò 1.000 con, đàn lợn 3.000 con và đàn gia cầm là 12.000 con. Nhờ chủ trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nên hoạt động chăn nuôi của xã ngày càng phát triển ổn định.
nhiều hộ dân đã tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, chăn nuôi ở Lâm Trạch còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa tập trung. Để khắc phục tình trạng này, hiện chính quyền địa phương đã khuyến khích bà con tận dụng các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư chuyển dần phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc gia cầm, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Từ đầu năm đến nay, huyện Lệ Thủy đã tập trung đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Theo đó, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy đạt trên 1.500 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 8 tháng đầu năm ước đạt 1.400 tấn. Hiện nay, huyện Lệ Thủy đang tích cực vận động nông dân đầu tư nâng cấp ao hồ, khoanh ô, khoanh vùng nhằm đảm bảo nước để nuôi cá, chủ động đầu tư thâm canh, đa dạng hóa vật nuôi, triển khai thực hiện những chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá chép lai ba màu đáp ứng nhu cầu cá giống nuôi trong ao hồ và đồng ruộng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án chuyển đổi nghề cho trên 1.000 hộ dân có ao hồ nuôi cá lóc hoa tại ba xã vùng biển trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành quyết định số 3538 phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng từ năm 2015. Điều này đã giúp cho các học sinh và các bậc phụ huynh bớt lo âu vì chưa rõ phương án mà Bộ Giáo dục đưa ra trước đây. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề kỳ thi quốc gia năm 2015 có nhiều ý kiến trái ngược nhau, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Phương án thi theo môn được đưa ra đã nhận được sự đồng tình của nhiều học sinh và giáo viên bởi có nhiều điểm mới như giảm chi phí, giảm áp lực cho học sinh. Có người thi cho rằng việc thi bốn môn giúp cho các học sinh thể nhẹ chương trình hơn và cũng phần nào giảm tình trạng học đủ, học lệch, vân vân. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra phương án thi như thế này sẽ làm khổ học sinh vì liệu học sinh khối 12 có kịp thích ứng với những đổi mới này hay không. Ngay sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có buổi đi thực tế và ghi được nhiều ý kiến từ các học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn xung quanh quyết định này của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo em thì em suy nghĩ về bộ đưa ra như thế thì cũng có một phần lợi thế cho những bạn thi khối C, còn những bạn thi khối A thì em nghĩ là một nắng nề cho các bạn. Trừ thì mình có nhiều thuận lợi vì em theo khối D, nhưng mà các bạn trong lớp em thì tỏ ra không đồng tình lắm vì các bạn đang học khối A, nên ngoài 4-3 môn thi là toán văn anh thi của khối D ra, các bạn còn phải thi thêm 2 môn nữa. Nó có nhiều bạn, nếu các bạn theo khối C hay là khối A hay khối B là đều phải thi rất khá là nhiều môn. Về các phương án mà các trường đại học sẽ đưa riêng các hình thức tuyển sinh riêng của các trường đại học, giờ em vẫn thắc mắc là liệu trường mình muốn tuyển sinh vào có ra thêm phương án thi khác không. Em cảm thấy hơi bỡ ngỡ và lo lắng vì thời gian để chuẩn bị thì cũng còn nhiều nữa. Nhưng mà em cảm thấy là qua cái thi này thì chúng em có thể khẳng định được, có thể biết chắc được cái lực học của mình đến đâu. Không chỉ riêng các học sinh lo lắng về quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà ngay cả các giáo viên cũng hết sức lo âu đối với các học sinh của mình. Và các thầy cô giáo cũng đã có những định hướng để giúp các em bớt căng thẳng, có tinh thần ổn định để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Việc Bộ Giáo dục đưa ra quyết định mới về tuyển sinh năm 2015 thì đa số mọi người đều ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có những cái khó khăn đối với cái môi trường giáo dục đào tạo. Ví dụ như là một số khối thi thì sẽ rất là thuận lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số khối thi sẽ gặp khó khăn vì các em sẽ chọn thêm một số môn thi khác nữa để mà phục vụ cho cái khối thi đại học của mình. Tôi thấy cái việc ra quyết định thi theo đề án mới một kỳ thi quốc gia cho học sinh trung học phổ thông thì đến giai đoạn này thì có lẽ là cũng hợp lý rồi. Cái sự thay đổi này nó phù hợp với xu thế chung của xã hội. Đương nhiên là trong cái dư luận thì giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng có nhiều cái lo lắng với cái sự thay đổi này. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ, hướng dẫn kỹ thì các em cũng sẽ tiếp cận được với kỳ thi và cũng sẽ đạt hiệu quả như là những cái năm trước. Dù xuất hiện nhiều luồng ý kiến như thế nào thì phương án thi cũng đã được thông qua. Điều quan trọng nhất lúc này là các em học sinh khối lớp 12 cần chuẩn bị tinh thần và kiến thức thật tốt để sẵn sàng bước vào kỳ thi
đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014-2015. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.